Hồ Quang Hiếu tố Bu Ca mãi nhìn Ginh Tuấn Kiệt quên mọi thứ xung quanh. Cùng tham gia tập 7 đấu trường âm nhạc nhí mùa 2 phát sóng lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bu Ca Ginh Tuấn Kiệt ngại ngùng khi bị Hồ Quang Hiếu, Đại Nghĩa chọc ghẹo. Cụ thể, sau phần nghe nhạc chậm thí sinh nhí, ba thủ lĩnh liền mãi mê tố lẫn nhau. Ginh Tuấn Kiệt là người bắt đầu câu chuyện, hết khẳng định Hồ Quang Hiếu đã dùng áp lực vô hình đẩy mình sang một bên. Chân ca sĩ lại tiết lộ, Bu Ca đã năn nỉ mình nhường phòng. Em định chọn phòng của Bu Ca, nhưng nãy chị chạy lại nói nhỏ. Ê, lát cho chị phòng này nha, tại chị ấy nói chị hát dở lắm, có gì các bé hát hay cứu chị giùm. Phản bác lại đàn em, Bu Ca khẳng định bản thân không hề xin xỏ. Dù tập trung nghe, nhưng cô vẫn không biết thí sinh nào hát hay bởi khả năng cảm thụ âm nhạc có hạn. Thế vậy, Hồ Quang Hiếu bất ngờ nhìn về phía MC thở dài nói. Anh Nghĩa ơi, nãy giờ thấy lo đứng ham nhìn Ginh Tuấn Kiệt không à? Hết sức đồng tình, Đại Nghĩa thắc mắc hỏi nữ khách mời. Cái mối quan hệ này thế nào? Em tại sao cứ nhìn Ginh Tuấn Kiệt? Bị hai đàn anh thay phiên trêu ghẹo, Bu Ca, Ginh Tuấn Kiệt chỉ biết cười trừ. Trước đó, Bu Ca cũng bị Đại Nghĩa cà khịa về khả năng ca hát. Nam MC thẳng thừng ngăn Bu Ca hát, thay đấu sĩ nhí nếu vô tình sở hữu quyền cứu. Xuất hiện trong tập 7 đấu trường âm nhạc nhí, ba thủ lĩnh đều chuẩn bị cho mình màn chào sân vô cùng ấn tượng. Nếu Ginh Tuấn Kiệt cuồng nhiệt nhảy điệu phượng người, Hồ Quang Hiếu nhẹ nhàng bay bổng cùng hình tượng chú bướm mùa xuân, thì Bu Ca lại bị ví với lừa, ngựa, chó, khủng long khi hóa thân thành cáo.